Có thêm nhiều người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua, nhưng mức thất nghiệp nói chung vẫn còn thấp và cho thấy phần lớn người đang đi làm ở Mỹ có sự ổn định công việc. Bản báo cáo do Bộ Lao động đưa ra tại Washington vào sáng sớm ngày thứ Năm cho thấy rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng thêm 7.000, là mức cao nhất từ đầu tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, con số này vẫn ở dưới 300.000, mức được coi là đáng lo ngại liên tục trong 87 tuần qua. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp là biểu hiện của tình trạng hãng xưởng sa thải nhân viên và phần lớn các doanh nghiệp hiện vẫn còn duy trì nhân viên của họ. Mức thất nghiệp ở khoảng 5% trong tháng 9, gần với mức mà các kinh tế gia coi là đầy đủ việc làm. Tuy nhiên, mức độ thu nhận nhân viên mới đã chậm lại trong năm nay. Bộ Lao động sẽ công bố con số việc làm mới trong tháng 10 vào ngày thứ Sáu này. Các kinh tế gia dự trù sẽ thấy có tăng khoảng 170.000 việc làm và mức thất nghiệp sẽ giảm xuống còn 4.9%.